Rồi cái đó thì đó là gieo ha. Thì còn ví dụ như khi mà gieo ra đây cái những cái ngày mà khi mà chuẩn bị mà gieo ra là nước anh, nếu mà nước ao gieo thay thì anh vẫn lấy ngoài ao sẵn sàng anh Chính thay xác. hay là nó này. Đây, cái ao sẵn sàng đã xa. Gieo là anh đây á, gieo là 2 tuần. Thì cái lúc mà xử lý ban đầu của mình lấy cái ao gieo lên cho 150 khối đi. Thì mình đánh cái ao này mình lấy vô canh canh chừng 300 khối để trong quá trình mình thay nè, thay từ anh đây. Rồi mình bắt đầu mình định là ngày thứ 16 mình sẽ ra phải không? Thì cái ngày thứ 10 là mình hết nước đi. Mình đã lo mình xử bên kia rồi. Để chi để mình cũng phải vệ sinh lại một cái. Rồi mình lại lại lấy nước từ kia. Song song đang xử trong này á thì lại lấy nước từ cái ao sẵn sàng kia để thay cho ao dèo. Có nghĩa là ở đây là mình không có dùng cái, có một số người thì họ làm là họ họ sợ là vì cái môi trường hai bên nó không cân bằng lắm nên họ làm nước ở đây xong họ lại thay vô ao dèo cũng 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 được luôn, đúng hai rồi, ba ngày như vậy xong đúng sang ra để là hai bên nó cân bằng, đúng hiểu rồi, hiểu hai cân bằng thì ra ngoài thì nó không có không phải. Thì khi mà ra ngoài này thì mình vẫn tiếp tục mình sẽ cho ăn tay ăn tây ăn một tây và canh nhá. Đó, bắt đầu là để nhá cũng như truyền thống. Đó, để nhá thì nó vẫn như 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 truyền thống là ao đất cũng vậy. Tại vì không ước lượng thì bên anh thì giả sử mình cho ăn ví dụ như là cái ngày đấy mình ăn 5 kg trên cử đi, mình ăn tây thì cũng lại lúc tôm mà thoát khỏi ao dèo rồi á, xuống giai đoạn 2 thì ta cho ăn còn có 5 cử thôi. Ta là đó là theo chỗ anh á. 5 cử thì từ ví dụ như 6, 9, 12, 15, 18, 21 là 6 cử, nhưng mà khi ta chia lại là không còn cái cử 21 nữa. Để chi để có thời gian trị quạt thì vẫn là ăn tây, và ăn tây thì canh nhá thì anh canh bước đầu ban đầu á, thì cũng là ước lượng cả, ta bỏ 15 gram trên ký, mà giả sử nó tôm nó ăn mạnh nó sung thì ta tăng lên thử 20 gram trên ký à, mà nó hết nữa thì ta lập tức tăng thức ăn lên. Nhưng mà ở đây thì bao lâu thì anh mới bắt đầu anh vô máy? Vô máy thì anh khoảng ăn nó tôm mà cái bộ vụ nắng á nó lớn nhanh á thì nó khoảng từ 25 đến 27 ngày Là vô máy. Vô máy. À, có nghĩa là về lúc đó là về số trụ mà số 3 hết. Số 3, số 3, thậm chí số 2 cũng quay máy được, nhưng mà cái số 2 nó hơi bay. Mình cũng nó thất thoát hơi nhiều á. Nhưng mà thường chung là để lên cái về cái số 3 là ăn máy là ngon nhất, nó quay đồ nó đều. Số 3 là máy là vì bây giờ ví dụ như khi ra ngoài thì tôm nó sẽ bắt đầu một cái môi trường mới, thì anh có cái lưu ý gì mà khi mà ra ngoài này mà vô cái môi trường mới không, hay là nó vẫn xử lý theo cái chuẩn parem cái họ tới cái chuẩn cũng vẫn là cái dùng thuốc, cái thuốc nó không khác, cũng một cái thuốc đó lấy dùng từ nhỏ tới lớn, cũng cái cách chăm nó không khác gì cả. Nhưng mà ngoài này là vi sinh thì bao lâu mình ăn là vi sinh thì ngày thứ 16 thì mới sang ra đúng không, thì nước nó còn sạch còn đẹp thì phải, thậm chí tại vì mới đánh 3 ngày liền thì ngày thứ 17, 18, 19 thì mới dùng trở lại, coi là 3 ngày sau mới dùng lại cũng được. Lý do là mình đã làm cái công tác chuẩn bị chuẩn bị ban đầu 3 ngày rồi, rồi còn sau đấy cứ thế mà 2 đến 3 ngày ta phải phải dùng vi sinh thay vi nước sinh gì? Vi sinh gì? Vừa rồi anh đang xài vi sinh. Vi sinh nhỏ thì tôm lúc nhỏ thì cứ chia bro ra dùng. Bao lâu anh ở đây mình vẫn xài xoay mát á hả? Xoay mát rồi sau nhỏ tôm mà tôi tuổi tôm nó lớn nó qua được 40 ngày á thì tại đây hai cái cử ví dụ như là để chia ra 2 lần dùng bro thì lần 3 ta lại xen kẽ xoay mát. Bao nhiêu lâu thì anh xài xoay mát toàn bộ? Tôm khoảng bao nhiêu ngày tuổi? Thì cái đoạn mà tôm nó sâu nó về cỡ khoảng 60 ngày á thì dùng cái gần như là không phải 100% soi mát, nhưng mà gần như nó phải từ 80% cái soi mát, ưu tiên cho soi mát. Về định kỳ diệt khuẩn thì sao? Định kỳ diệt khuẩn thì nó trong cái ao bạc của anh thì dùng rất là diệt khuẩn, cái tần suất á rất là nhanh. Ví dụ từ 3 đến 4 ngày là phải diệt khuẩn rồi. Ở đây thì diệt khuẩn là ví dụ như lúc nào thì anh xài BKC? Giả sử đây xuống ngày thứ 16 thì anh vẫn là ưu tiên dùng cái video clear rồi cái HERGA của mình. Nhưng mà tôm khi mà khi anh thấy nó cái sức khỏe nó tốt mà nó sâu khoảng 30 ngày rồi thì anh chỉ xen kẽ BKC.
với cái chơi gôn là dùng cái loại nó mạnh chút. Là dùng Megasegon. Megasegon thì cái lúc cái tôm, túi tôm nó mới có 1 tháng tuổi nên ta cũng không dùng nhiều. Ở đây cái liều của anh dùng thực là 0,7 bi, nghĩa là 0,7 lít cho 1.000 khối. 0,7. Thì cái đó là về xử lý môi trường. Lúc đó thì 1 ngày anh siphon mấy lần? Vẫn cứ 2 lần. Trên cứ sau cửa sáng là siphon. Sau cửa sáng siphon cái. Vụ này mấy cái vụ mà bình thường thì như anh thì anh vẫn quan điểm là giai đoạn mà từ 40 mấy 50 ngày trở lên là từ cái lúc mà khoảng cử sáng cho tới khoảng trưa là anh vẫn giữ cái quan điểm là mình cho ăn hơi dư tí đúng không? À, anh cứ vẫn thực tế anh để cứ vẫn giữ là từ sáng cho tới trưa, y như em nói là nó có dư một chút cũng được. Mình có cái vụ nào mà vì cái chuyện dư đó mà nó làm cho cái tảo của anh nó đậm lên dữ không? Đậm, anh nói đậm thì có, nhưng mà cái ao bạc á, của mình á, thì mình thay nước. Nó đậm thì điều chỉnh nó dễ. Nó tại vì ngày nào cũng thay nước, lẽ ra là tôm bình thường ổn hết ta thay có 30% nước đi. Là 20-30% là tôm rất là màu, nó đẹp rồi, màu trà rồi, ta đâu có thay nhiều. Nhưng mà khi nó vướng như em nói là cái tảo rồi nó dày, nó xanh thì ta lập tức thay lên 50% liền. Sáng đây ta rút ta cho thiệt lâu ra rồi ta lại chăm vô. Rồi ta kết hợp ta diệt khuẩn, ta bón vi sinh nữa thì vài ngày nó lại trở lại. Nó nước đẹp lại. Mà ở đây mình có quan điểm là mình ví dụ tảo dài quá thì mình chuyển vi sinh sang mình đánh buổi tối khuya được không? Được được, cũng nên để cho nó cũng không phải đánh anh thì không bao giờ đánh nửa đêm, nhưng mà ví dụ có thể đánh ban ngày bản thân á cũng được, nhưng mà đánh cứ 6-7 giờ tối lại đánh cũng được. Cái góp phần cho cái ngoài cái vi sinh nhưng mà cái yếu tố thay nước nó cực kỳ quan trọng. Tại vì cái chính vì vậy nên cái ao bạc cái lượng nước phải nhiều để ta kịp thời ta thay. Nếu nói gì nói chứ công bằng mà không thay nước, giả sử mà có dùng bất cứ cái gì mà kêu toàn bộ tôi cũng thay miếng nước nào cũng hơi bị khó. Ở đây là tới bao nhiêu ngày thì cái lượng chlorine bên ao sẵn sàng đó anh đánh có cái liều thuyên giảm lại tí? À thì bản thân của anh á thì anh phải sau 75 ngày à, còn cái mức nó đạt đến lợi nhuận cho anh chắc chắn rồi anh mới giảm. Là nó mới là mới giảm. À có thể là giảm xuống còn 30 bi. Tại tôm nó lớn rồi. Nó hơi có vẻ sức đề kháng vân vân, hoặc là nói đúng không là cái lợi nhuận nó có rồi. Thì ta có giảm thì nó có rủi ro thì ta không có lời. Bao nhiêu ngày thì anh sang qua bên kia? À thì giả sử đây xuống ngày thứ 16 thì ta khoảng 3 tuần nữa. 3 tuần nó ở cái ao này. Thì 3 tuần đến 4 tuần được hết, nhưng mà cái để cho dễ nói thì từ 3 đến 4 tuần ở trên cao này thì ta sẽ sang ra. Lúc đó bên này mà thêm 3 tuần nữa thì tôm nó cỡ nhiêu con à? Tôm 3 tuần ví dụ như kia là 2 tuần là 5 tuần. 5, 7, 35 thì trung bình, nếu mà cái vụ mà trung bình của đàn tôm thì nó cũng vụ một thì nó có thể là dưới 400 con. Mà mấy ngày là dưới 400 con, thậm chí nó 350 con cũng có. Còn vụ 2, vụ 3 thì nó là nhỏ hơn, nó 500 con, 600 con. Mình có cái lưu ý gì mà khi mà trong cái giai đoạn mà từ 36-40 ngày mà sang qua bên kia? Có lưu ý gì mình đó để cho khi sang qua bên kia nó cũng ăn liền? Cũng lặp đi lặp lại lưu ý nhắc lại thôi, không khác. Cũng không khác như giai đoạn 1, không khác đâu, giờ cũng chuẩn bị, cũng tiến hành gây màu chính là vi sinh, gây màu bằng khoáng. Thì khoáng không đánh, bình thường mình đánh 2-3 kg định kỳ trong ao nuôi giai đoạn 1, mình đánh 2-3 kg rau nguyên trên một ao vậy. Nhưng mà 3 ngày chuẩn bị sang tôm ta đánh 5 kg. Brobenil hoặc là soy mát thì cũng đánh cả gói luôn để công tác làm gây màu cho nó, màu mỡ cho nó. Đấy là đánh bên ao chuẩn bị sang, đâu ao sang cũng đánh kiềng. Rồi khi giai đoạn mà 40 năm, giai đoạn mà 40 ngày nó lên là trong này quạt lúc nào cũng chạy full hết. Buổi sáng tới trưa là buổi sáng tới trưa thì chạy 2 tay thôi, còn tối là full hết. Hai tay nhưng mà oxy thì lúc nào cũng full. Oxy thì trong cái thiết kế ao mình đã đặt cho nó là cái 200 vĩ trở lên rồi. Min của cái ao này 200 vĩ thì cái oxy mình cũng có đo chứ. Nhưng mà đo rồi là nó ổn hết.
bao giờ nó cũng trên 5 chấm. Đo vào chiều tối, đo sáng sớm thì cũng đã đo hết rồi. Thì trong trong quá trình mà mình làm ao này thì thường là, ví dụ tiền điện trong ao của mình là phun hết từ bơm nước cho tới ai luôn thì một tháng nó cỡ nhiêu tiền? Cái khu này thì nó có hai ao á, để phục vụ hai ao này một tháng nó trung bình nó có 10 triệu tiền điện à. 10 triệu tiền điện. 10 đến 12 triệu đi. Là 12 triệu là lúc nào cũng phun, nó chạy phun luôn đó. Nhưng mà lưu ý là cái tiền điện trong ao á nó không thể lãng phí. Tiền điện trả càng nhiều á là tôm càng lớn. Thì đúng rồi, ý là mình nói vậy để mình có cái ước lượng đúng không? Ví dụ như đi khi mình có cái chia sẻ với lại bà con mình thì mình cũng ước lượng cái đó. Để thứ nhất là em nghĩ là nó còn liên quan tới cái công suất của các cái máy nó chạy cho nó ổn nè. Ví dụ ở đây là anh xài cái oxy là anh xài cái AT85 đúng không? Đó, AT85 là một đầu như vậy là anh chạy cho một ao. À, hai ao. Một nhưng mà đều cái giữa là 85 chạy cho hai ao nhưng mà hai để cho si cua á. Hoặc là nôm na nó chạy quá nó chạy 24 nó cũng mệt. Thì phải có hai cái đầu 60 để hai bên nữa. Là một đầu bên này là chạy chuyên cho này thôi. Và bên dèo nữa chứ. À dèo rồi có mấy ngày mà đúng rồi rồi đó. Còn cái mùa nghịch này này, cái chuyện mà môi trường mình cần cái lưu ý quan trọng thì mình cần lưu ý gì vậy? Cái môi trường thì cái độ mặn thì nó khi nó lạc quá thì mình nếu mà ai có cây nước khoan thì càng tốt, còn không có cây khoan là buộc phải đánh muối. Cái thực tế của cái khu anh, hai khu thì đều vụ nghịch là đều đánh muối hết, vì một ngày này đánh 200 kg 4 bao. Một ao. Ngày nào cũng đánh hết. Có nghĩa là nó để đánh cho nó giữ tôm vỏ đồ nó cứng cáp, đồ mặn nó lạc quá thì mình đánh nó mới giữ kìm đồ được. À, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là với cái đánh muối đó thì mình cũng như những vụ trước là cái đồ kèm là mình căng thoải mái đúng không? Mình căng nó lên được đúng không? Lên. Ví dụ đánh như đồ kèm đây thì một lần anh đánh để mà ổn định đồ kèm thì bao nhiêu ký cho mình? Đánh mà cái anh cây của mình á, mình đánh cao nó lập tức lên liền à. Mình đánh ví dụ nó đang đo 80 đi. Mình đánh 10 ký là đã đo lên 90% liền. Mà nếu ngày sau nó còn 90 là ta làm tiếp 10 ký nữa, hoặc là bao mình chia hai. Nhưng có bây giờ đánh cái anh KE đó mà nó bị giới hạn về cái độ kìm không? Hay là anh lên thấy nó cỡ 120 là anh ngưng? Thôi, có nghĩa là cái độ mặn nó lạc thế này á, thì là 120 là đã ổn lắm rồi. Lên nữa là cũng khó. Lên nữa nó phí chứ nào có, lên nữa được. Nó đội cái chi phí lên. Tổng thể cuối cùng. Ví dụ như mình xác định là nó 120 thì bao lâu là mình lại bổ sung lại kìm? Thì mình cũng đo, nhưng mà thường cái vụ, đặc biệt cái vụ này á, là em mà để 3 ngày em đánh là nó tụt rồi chứ. Em đang đo bằng chứng thực tế luôn. Nên mình để ý cái làm việc. Mình dùng lên 120 đây rồi mà 2 ngày sau ngày thứ 3 phải lo đánh đi. Cái mùa nước ngọt này thì anh có khuyến cáo ở pH nào cho bà con mình? Khuyến cáo thì không khuyến cáo, không cái ngưỡng nhưng mà thấy. Của mình đi. Của anh thấy thì nó cũng nằm chuẩn hết rồi. pH nó cứ toàn là chưa bao giờ nó quá mà 8.5 hết. Nó nằm ở khung từ 79, 80, 81, 82 trở lại thôi. Sao cái mùa mưa lại rõ ràng nước mưa nó xuống mà nó mưa nhiều cuối mùa nè thì cái pH nó gần như không phải can thiệp bằng như cái vụ một thì pH có khi nó lên tới 9 chấm, phải can thiệp bằng mật đường mật độ. Còn cái vụ hai vụ ba là nó lại lạc, lại pH mình ổn lắm. Trong ao này anh có đánh vôi? Trong ao thì gần như ít lắm, gần như không có. Mà vôi thì anh hay xài vôi gì? Vôi thì cái vôi của Tân Anh Hưng là lúc mà cải tạo, lúc mà phơi đất phơi đồ á, lúc mà cứ hết vụ như bây giờ hết vụ đó đi á thì anh tạt. Còn mà chuẩn bị săn tôm rồi thì anh tạt cái hecta, rửa bạc á, rửa đi rồi ta tạt cho 2-3 hecta ta rải. 3 hecta đó là nước anh lấy? Không có nước gì đó, anh vệ sinh xong sạch rồi. Xịt rửa này. Xịt rửa sạch hết đã, anh tạt vô cái đó. Có làm cái động tác gì không, là xịt rửa bằng nước thôi? Xịt rửa bằng nước của ao xịt sạch đó thôi, xịt cho nó ra. Rồi để vừa xịt có là trà rửa tay, trà sạch hết rồi lại tạt vô lên. Tạt vôi đó là hòa với nước sẵn rồi. Không. Chả rồi đem cái lấy cái ca nhựa ra tạt. Tạt khô, tạt rải. Tạt 2 bao thôi. Tạt 2 bao được. Tạt rồi xong rồi cái là có thể chiều đấy, hoặc bây giờ ta tạt nè, sáng ta tạt, chiều ta đưa nước vô, hoặc là mai ta lấy nước vô.
còn ví dụ như là mấy cái dây oxy này kia sau một vụ nuôi là nó hay bị đóng, nó dính tùm lum, thì anh hay vệ sinh nó bằng cách gì là tốt nhất? Cái dây oxy thì cũng có cách vệ sinh thủ công thôi, cũng xuống hết tôm thì kéo lên nó dễ rồi, còn trong quá trình tôm thì cũng xuống lấy bằng cái dẻ, cái lưới mùng đó, mỗi em nhân công đó nó có cái dẻ đó, xuống nó chùi thôi, nó vuốt chùi thôi chứ không có xịt diệt khuẩn hay là không có ngâm oxy già. Một số người họ ngâm oxy già. Kỳ không, anh không ngâm. Anh đi làm vậy xong phơi khô là xong rồi, phơi khô anh cứ để không. Đấy là họ kỹ vậy cũng tốt đó, nhưng mà anh là không làm. Cái này cái ống oxy thì bao lâu anh thay lần? Nó không bao giờ nó hư đồng bộ. Trong quá trình nuôi á, nó hư thì mình thay. Cái tuổi thọ cỡ bao lâu? Cái đây thì cái ống Aerotip đó, cái ống Aerotip thì nó cả khu này cả năm rồi cũng chưa thấy hư gì, bình thường. Còn cho ăn thì em trộn. Thí dụ như khi mà ăn mấy cũng là cũng hiểu là bốn cử đi. Cử đầu tiên á là điều trị, cử sớm nhất. Giả sử tôm nuôi ra thương phẩm rồi thì bốn ăn mấy mà kệ, vẫn là nói bốn cử. Hiểu thì cứ đổ một lần bao thì gọi là ăn cử. Rồi ăn bốn bao mà ví dụ là cứ bốn cử thì cử đầu tiên là điều trị. Cử thứ hai là anh sẽ dùng Aquamod và Dogot. Thì cử thứ ba anh đổi qua là đang nói tôm nhỏ một chút. Thì giai đoạn tôm nhỏ hơn dưới 30 ngày thì anh chưa cho ăn Canvota. Cái cử thứ hai, cử thứ ba thì cho anh quan tâm tới axit hữu cơ, Brochure Beta Rogol của mình và cái khoáng hữu cơ Quicksilver. Thì cử thứ tư thì anh lập lại cái điều trị. Thì ở đây bên khách hàng của bên Thành Vương thì cái Canvota mình ăn từ nhỏ, mấy cái tôm mà nó hơi lòi sòi tí hoặc là tôm mà nó hơi yếu hoặc là cái khả năng hấp thu nó kém thì mình vẫn cứ ăn Canvota luôn. Ăn bình thường. Anh Canvota cũng cho ăn bình thường, nhưng mà lý do là nó tôm nhỏ thì anh ưu tiên cho cái anh thay tăng sức đề kháng. Chứ rồi còn thì ý em nói là có những cái trường hợp thì cái tôm nó không cái màu tôm nó không được mượt này. Màu tôm không được mướt này, rồi ví dụ như là nó hơi lòi xòi gì đó thì mình vẫn chăm Canvota ăn bình thường, đúng không? Tốt, được hết. Tại vì họ một số người họ sẽ sợ là cái giai đoạn đó mà cứ kích vô tăng trọng là nó sẽ bể gan, mà cái đó là cái ai cũng sợ là đúng. Nhưng mà với cái Canvota thì em nghĩ nó không sao, với lại cái đó mình công ty mình cũng làm quá trời rồi, không sợ. Thì anh cũng vậy đó, anh cũng không sợ, ăn tới thu thôi, không có ngưng kêu là ăn 10 ngày như đó, như y cái nắm bắt những thị trường người ta sợ những cái nó làm cho các cái sản phẩm khác thì cứ nói ăn trước bao nhiêu ngày thu hoạch á, còn mình là ăn hoài thôi trong ngân. Rồi đó là những cái về ăn. Rồi còn anh cho em ba cái điều mà anh thấy mà quan trọng nhất trong cái vụ mà nước ngọt này. Ba cái mà quan trọng nhất mọi người cần lưu ý thì anh theo anh ba cái đó là thì ba yếu tố quan trọng nhất cho cái khu vực của mình thôi. Thì cái độ mặn cái thứ nhất là làm cái yếu tố nếu vẫn là cái độ mặn can thiệp, thứ nhất là độ mặn buộc cái can thiệp nước ngầm cũng là can thiệp, đúng không? Là về độ mặn theo anh cái thứ hai là gì? Thì cũng vẫn là lập đi lại chăm sóc thôi, chứ cũng là cái ngừa, cũng cái phát đồ là ăn ngừa đến mức tối đa thôi chứ không. Cái dinh dưỡng. Và cái điều trị tối đa, ngừa tối đa. Cái dinh dưỡng ở đây là nhỏ thì mình sẽ tập trung vào điều trị và tăng sức đề kháng. Tăng sức đề kháng. Lớn thì mình sẽ đưa vào thêm các khoáng chất cũng như là vitamin, đúng không? Rồi một cái nữa, theo anh cái nó quan trọng. Cái quan trọng là trở lại là thực tế yếu tố con người thôi, chứ không biết nói nữa. Yếu tố con người. Cái người nào ở quản lý trực tiếp giao. Vâng anh. Sống nó cực kỳ quan trọng trong cái nuôi. Những cái diễn biến bất lợi gì là họ thấy họ báo liền, thì mình kịp thời mình xử lý. Rồi rất cảm ơn anh Tào chia sẻ thẳng thắn thực tế về cái cách mình nuôi, cái quy trình mình nuôi ít ra là tại khu vực Sóc Trăng.